Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi tôi cầu miền Bắc trên kênh Chí Thanh Vlog, một kênh chuyên về dự đoán kết quả sơ số miền Bắc và miền Nam chuẩn nhất hiện nay. Mình xin thống kê lại đài miền Bắc của kênh của mình như sau. Ngày 27 tháng 4 thì Lộc đã về đối với kênh của mình. Mình dự đoán con số 28 và thật may mắn khi trúng được một lô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi xem và ủng hộ cho kênh. Ngày hôm nay ngày 28 tháng 4 thì đài miền Bắc mình dự đoán những con số cho các bạn tiếp tục. Con bạch thủ thì mình dự đoán con số 49, trong khi đó con song thủ thì mình dự đoán con số 57 và 75. Ba con số thì mình dự đoán con số là 4, 8, 9. Các bạn hãy lưu ý những con số mình khoanh tròn nha, những con số đó là tỷ lệ ra cao nhất trong tuần và trong tháng. Mong các bạn tiếp tục theo dõi ủng hộ cho kênh. Trên kênh Chí Thanh Vlog còn nhiều video nói về thế giới động vật và những video ngắn rất hay, mong các bạn tiếp tục theo dõi.